Cục này mà đi kèm với con Xiaomi thì phải nói tuyệt vời rồi, mà chỉ có giá khoảng 400 nghìn thôi nhá. Đây là video mà mình trên tay nhanh cục pin dự phòng rất là mới đến từ Qutech. Qutech các bạn ạ. Viên pin này thì có mức giá rất là tốt, chỉ khoảng 499.000, đã có 20.000 mAh, nhưng mà đặc biệt ấy là cục sạc này hỗ trợ sạc nhanh 55W nhá. Rất là kinh khủng luôn. Cái sản phẩm này thì mình là được tặng, thì Qutech người ta có gửi 50 sản phẩm cho tất cả reviewer, thì mình cũng rất là may mắn khi mà nhận được chiếc cục pin dự phòng này. Và thật sự là mình cũng cảm ơn Qutech rất là nhiều nhá. Mở ra xem nào. Nó vẫn còn nguyên siêu luôn. Ok. Và nếu các bạn không biết thì đây là một cái thương hiệu con của Xiaomi nhá. Tí mình sẽ sạc với chiếc điện thoại Xiaomi 12S Pro của mình. Ok. Mở ra nhé. Như từ đầu mình có nói ấy, thì cái cục pin này sẽ có mức giá là khoảng 499.000, nhưng mà nhiều anh em áp mã video các thứ ở trên Shopee thì giảm còn 400.000 thôi. Mình thấy nhiều anh em có rồi. Wow. Đây là thiết kế của nó này các bạn ơi. Nhìn đẹp ấy chứ nhỉ. Wow. Đẹp không các bạn? Mình thấy đẹp nhá. Trong này thì sẽ có duy nhất là cục pin dự phòng của chúng ta, và thêm nữa là cái giấy hướng dẫn sử dụng. Nó sẽ có một cái đèn LED báo phần trăm pin ở đây. Thêm một cổng tai A này, tai C in out này. Ok. Để sang một pin nha. Đến với cái nhân vật chính của chúng ta. Nguyên siêu luôn. Nhìn bên ngoài rất đẹp các bạn ạ. Đây, chất nhờ. Cục pin này sẽ có cái màu là màu cam các bạn ạ. Màu cam ấy. Không biết qua cái camera của chiếc DJI Pocket 3 thì nó sẽ có cái hiện là màu gì, nhưng ở ngoài thì nó sẽ là màu cam nhá. Màu cam rất là đẹp. Chúng ta sẽ có số 20.000 mAh. Và cái bề mặt này là nhám Qutech này. Ở đây thì có một cọng cáp luôn nhá, một cọng cáp sẵn. Và nó cũng có thiết kế là một cái dây đeo luôn. Nó có rất nhiều các cái chuẩn sạc. Đây về thiết kế này các bạn thấy như thế nào? Cầm thì rất là đầm tay. Đây là một cục sạc 20.000 của Rogoren, mình dùng cũng rất là sướng. Mua là khoảng 200 đợt săn sale 220, vẫn có dung lượng 2.000 mAh, nhưng mà sạc nhanh chỉ là 35W thôi. Mà bây giờ chúng ta đã có cục sạc săn sale khoảng tầm 400.000 nhưng sạc tận 55W. Nó sẽ có một cái phím nguồn ở đây nhá. Thiết kế này, chỗ này sẽ có vân. Đây là một cái cọng cáp của nó thì sẽ hỗ trợ là sạc in out luôn, sạc ra và sạc vào. Như thế này thì mình thấy nó khá là dễ rơi ra. À, khi mà ấy mình kéo vào đây thì nó sẽ cứng lại. Nó có một cái khớp ở đây này các bạn. Một cổng USB A này, cổng USB C in out, nút nguồn này. Còn phía dưới thì nó sẽ có là hỗ trợ mang đi lên máy bay an toàn nhé. Nghĩa là cục này mang lên máy bay thì rất là ok. Dung lượng thì là 74W. Đây là cái dung lượng quy đổi. Mình sẽ bấm nút nguồn xem như thế nào. Ok. Cái phần màn hình LED này của nó thì được làm là hơi kiểu nhám nhám, chứ không kiểu là cái LED nó trong suốt. Đấy, mình nhìn như thế này thì rất là chất và nhìn kiểu nó sang ấy. Đây, bây giờ thì mình sẽ thử sạc với con Xiaomi 12S Pro bằng chính cái dây này luôn các bạn nhá. Đây là chiếc điện thoại của mình này. Con này là Xiaomi 12S Pro này. Ok. Xem lên Mi Turbo không nha. Wow, Mi Turbo sạc nhanh 55W. Đã chưa các bạn ơi. Cục này mà đi kèm với con Xiaomi thì phải nói tuyệt vời rồi. Mà chỉ có giá khoảng 400.000 thôi nha. Wow. Đã chưa. Sạc siêu nhanh luôn. Sắp tới thì mình có đi du lịch biển, có cái cục sạc này thì thật sự rất là sướng luôn. Tổ sạc 55W. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn qua về cái phần công suất, xong rồi các cái chuẩn sạc của nó nhá. Điện thoại thì báo là nhận 55W max rồi.
31%. Bây giờ thì cái đồng hồ nó đang đẩy lên cái mức công suất cao này. Xem lên được cao nhất là bao nhiêu watt nhá. Với chiếc Xiaomi 12S Pro của mình thì cao nhất nó phải lên được là 120W cơ. Đây, bên lăng loanh quanh khoảng 37-38W. A940 này đang đẩy dần lên nhá. Và chuẩn sạc thì đang báo hiện là PD 40W rồi. Wow, sạc cũng rất là nhanh chứ. Khoảng 40W là nhanh lắm rồi các bạn ạ. Bình thường các cái cục khoảng 35W sạc vào đây thì nó chỉ nhận khoảng 22W thôi. Nhưng mà riêng cái cục Qutech này của Xiaomi thì nó sẽ kiểu được support từ hãng ấy, ok hơn. Thế lên cao nhất là khoảng 40W các bạn ạ. Nghĩa là sạc cho Xiaomi 12S Pro cao nhất là được khoảng 40W nhá. Dung lượng pin của cục sạc dự phòng đang khoảng 30%. Ok, đây sẽ là cái bài trên tay nhanh cục pin sạc dự phòng Qutech. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và cái sản phẩm này mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn quan tâm luôn. Đây này, đo xem ra cái gì không. Đây, nó đang báo được là hỗ trợ PD 45W nha các bạn. PD 45W. Từ cái cổng C có sẵn ở trên máy là PD 45W. Hôm nào có thì mình sẽ trên tay sau. Đây, PD 45W này. Không ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.